Con đồ nướng nào dai dai con ơi, con ăn gì dai dai Quyền ơi, kiếm gì ăn dai dai á, ngon ngon á, đừng ăn ốc, giờ này ăn ốc nằm bụng chết à. Ăn gì dai cũng được. Con nước mạnh mà, con nước mà.
Rồi rồi, ok, bánh này đợt này có nhiều nè. Quen ơi! Quen! Mẹ mày Quen ơi! Dính chai rồi. Chà nó. Nào Quen! Ngọc Quỳ! Mẹ mày! Cái mặt mày, cái mặt mày á! Cái mặt của bà kia tôi mua đồ ăn á. Không đi mua đi con. Mày nhớ con. Mày đi xa tao nhớ mày đó. Ôi trời. Rồi tới ai vậy ta? Rồi tới đó. Không biết rồi. Chị này 4 phần lấy tiền rồi nè. Em mấy phần? 1. Xuất sắc luôn các bé. Chị này mày lấy tiền rồi đúng không? Em mua mua 1 phần luôn á. Không ngờ mua 1 phần luôn á. Vậy luôn đúng rồi, vẫn mua 1 phần. Thật thà dũng cảm. 1 phần đúng không? Nãy em nói 2 phần. Tặng phần, mua phần tặng phần. Em phải mua nhiều. Nãy em luôn chị ơi. Em chưa đâu, tôi cái phần của tụi em không có. Bao bự quá vậy. Bị gắt rồi mấy đứa nào. Bao bự của mày đưa bán vậy cho mày chồng vô. Chồng vô. Đó mày đem bị khùng nữa. Em bố phần chị ơi. Rồi đứa bé ra 2 phần. Trăm năm tình thương. Thầy ơi, mấy người xếp hàng ơi. Ôi vô thương mà lưu luyến qua điệu hò bài văn bài xưa. Mời vậy rồi xa. Xếp hàng em ơi. Yêu chi coi. 6 phần. Chị ơi, chị ba, ơi. 6 phần. Rồi mai này con thương nghe bước theo chân mẹ. Trang vô bằng được. Lúc này kia đời nhưng mà. Chị ơi, xíu xíu em có giờ mình vô nữa chị. Rồi yêu rồi thương cho dù khó khăn con chịu. Con sẽ yêu hoài, thương hoài, yêu kiếp trầm. Con mang lời ca vui cho đời, mong manh kiếp đời thân này còn mãi nhẹ tư, mong sao trời thương hai lối đưa đường cho ta vừa đời em bóng cơ hai tiếng dài đường cho ta vừa đời thân sáu phần 16 phần bên này nè chưa 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 cái phần bên đó chưa mọi người, khách đi ngồi đây khách đi để ý rồi, các em đó mà em ngồi cuối cùng, thì xong em đó rồi xin qua em bên đây đánh với chồng mọi người, mình ngồi nữa, không cứ đâu sao con lùi đằng sau, từ em này quay ngược lại bên này, vậy, sáu phần, tự nhiên cục lùi về đó mấy sao nhường trống gì trời, không, kế bên con kêu 2 phần, ai vậy hả, rồi con đứng nữa đi. Em ơi, con nhỏ chị chờ nãy giờ. Hai bạn nhanh rốt rồi. Sắp tới 6 phần. Tới rồi, sắp tới mình rồi. Rồi, tới mình rồi. Dưới đây nhiều tới rồi. Gần tới rồi. Chưa chưa, đây từ từ đi, từ từ mọi người. Từ từ để các thầy nhìn, các thầy biết mà. Mọi người đừng có làm rối lên tội nghiệp em. Em cũng mệt lắm chứ mọi người. Thật sự nói thẳng em mệt lắm. Thật sự, mỗi ngày em cũng ngồi dậy hoài mệt lắm. Ông nội cái ác lắm nha, đưa tiền mình biết đưa tiền gắt cho mình không à.
Bây giờ sao? Hôm nay mình đưa lại tiền gách lại cho ông này, đưa tiền gách lại cho bà kia. Không, mình giữ lại luôn, mình đưa cho mấy mối á. Cho ta đi qua ta mua đồ, ta giao đồ. Có thu tiền cũ mà. Rồi tới em này, 5 phần. Rồi. 5 phần. Cho qua luôn nè, trả lại. 5 phần. Một cái bọc luôn. May mắn không chịu vương la nương nhờ mình rồi, cái mẹ 5 phần. Mấy phần? Mấy? 5 phần. Chịu nghe lời đó. Nguyên. Nguyên. Chiếc dép đó con. Không. Bốn phần đây nè, bốn phần đây nè. Quay về đi ha, tối được không? Cắt thi nha. Ủa hồn của vía. Trời ơi là trời mừng quá rồi. Trời mưa là không biết sao con ơi, cây chân lính rồi không phải lòng. Còn tới đây tôi lại phải chờ một bé nữa. Cái hộp rau đến chờ để này chờ đi về thì cũng đó. Con ơi, tao sau lưng của mẹ nhiều điều chọn lựa quá vậy con. Trời ơi, mẹ hơn rồi đó. Mẹ, con sao con nè. Tới bé này nè. 3 phần. 5 phần. Hoàng Kim, mọi người nhớ theo dõi giùm em nha. Mở thêm chi nhánh để chuột bánh nó lẹ lẹ. Cát Thi Hoàng Kim. Facebook là Cát Thi Hoàng Kim. Mọi người vô bấm follow và theo dõi giùm cho Cát Thi tội nghiệp em ha. Từ đây gì chị má để bây đêm mua nữa. Sao lấy đuổi sao? Giờ đây bà nội. Nhau. Chị lái xe đây. Giờ gì con gì vậy? Đó. Rồi để đùa. Nè bịch nè. Từ cái thẻ nó có cái thẻ nữa bạn ơi. Nó người ta tí xíu mọi người thương giùm em không? Cái trứng mà nó lỡ mà nó dính cá đó. Rồi biết sao không? Nhà quê á. Cái móc là cái máy, số á. Khoan. Lấy cái căn dây ướt đi. Mượn ngay căn dây ướt quyền. Lấy cầm lên chứng nào lao cho ta chứng đó. Có căn giấy khô được không? Cũng được. Đây để em lấy. Đây, rồi, em lấy giấy khô. Ông Quyền lấy cái căn dây ướt tiếp với con. Đỡ ta cho rồi xài con. Cố lên con. Cái gì mình vọng được vọng.
Em sáu phần đúng không? Tới chị này, rồi tới chị kia, tới em mà em có mua không? Rồi, em à, người đang quay phim làm chơi thôi phải không? Rồi, mua rồi, mua rồi. Hả? Mua rồi. Rồi. Rau đỏ mua chưa? Chưa, chưa. Chưa phải không? Cái bé này. Okay. Rồi bây giờ dòng đời là ăn chị này đi. Chị này đợi lâu rồi, hát chị này đứng lâu rồi.